Thượng Đế vô cùng vĩ đại, quyền năng của Ngài là vô đối. Ngài sáng tạo trời và đất cùng muôn loài vạn vật trong đó. Khi chúng ta ngắm xem muôn vật mà Thượng Đế đã tạo dựng, thật kỳ diệu lạ lùng. Muôn vật mà Thượng Đế đã tạo nên thật tốt lành, tất cả đều bày tỏ sự vĩ đại, sự tốt lành và quyền phép của Ngài. Thượng Đế đã sáng tạo tất cả các loài thực vật và động vật khác nhau. Sau đó, Ngài lấy bụi đất nắn nên người nam đầu tiên và hà hơi vào lỗ mũi để cho người này được sự sống. Người đàn ông đầu tiên này tên là Adam. Sau đó, Thượng Đế khiến Adam ngủ mê, rồi Ngài lấy một chiếc xương sườn của ông ta, và từ đó, Ngài tạo nên người nữ đầu tiên để bầu bạn và làm vợ Adam. Nàng được gọi là Eva. Thượng Đế sáng tạo người nam và người nữ thừa hưởng một số thuộc tính của chính Ngài, để họ có thể vui hưởng mối quan hệ thông công mật thiết với Ngài. Họ sống hạnh phúc trong sự hiện diện của Ngài ở một nơi xinh đẹp mà Ngài đã sắm sẵn cho họ, là khu vườn địa đàng Eden. Tại đây không có đau khổ và chết chóc. Thượng Đế phán bảo Adam, con được phép ăn mọi thứ trái cây ngoại trừ một trái cây. Nếu con ăn trái của cây đó, con sẽ chết. Nhưng rồi một ngày nọ, Satan, thủ lĩnh của ma quỷ, đã cám dỗ Eva. Eva hái trái cây cấm đó và ăn, rồi đưa cho chồng Adam cùng ăn. Họ làm điều này bởi vì họ tin lời quỷ vương hơn là tin vào Thượng Đế. Vì cớ điều này, ngay lập tức họ bị phân cách khỏi Thượng Đế. Bởi vì Chúa là Thượng Đế thánh khiết, trong Ngài không có tội lỗi nào và tội nhân không thể sống trong sự hiện diện của Ngài. Vì thế họ không thể sống chung với Ngài, nên Ngài đã đuổi họ ra khỏi vườn địa đàng. Họ phải gánh chịu điều xấu hổ này bởi vì họ không vâng lời Thượng Đế. Hậu quả là Adam, Eva và dòng dõi của họ đều phải chịu sự xấu hổ, đau đớn và sự chết. Nhưng Thượng Đế đầy lòng thương xót, Ngài vẫn tiếp tục yêu thương con người. Ngài chuẩn bị một con đường để rửa sạch tội lỗi cho dòng dõi Adam, cốt để chúng ta có thể sống với Ngài mãi mãi trong vương quốc thiên đàng. Trong Kinh Thánh, Thượng Đế bày tỏ kế hoạch của Ngài để cứu nhân loại khỏi sự trừng phạt mà họ đáng phải chịu, xóa đi tội lỗi và sự xấu hổ của họ và đem họ trở lại mối quan hệ với chính Ngài. Thượng Đế đã bày tỏ một phần kế hoạch này cho tiên tri Abraham. Abraham tin cậy và tôn kính Thượng Đế. Ngài hứa sẽ ban phước cho ông, và nhờ ông mà mọi dân trên thế gian sẽ được phước. Ngài hứa sẽ ban cho ông nhiều con cháu, đông như cát ở biển và nhiều như sao trên trời. Abraham tin cậy Thượng Đế, cho nên Ngài coi ông là công chính và Ngài coi ông như bạn hữu. Một ngày nọ, Thượng Đế thử xem Abraham có tin cậy và vâng lời Ngài hay không. Ngài bảo Abraham dâng con trai yêu dấu của ông làm của lễ sinh tế thiêu dâng lên cho Ngài. Abraham biết rằng lời Chúa hứa khiến cho dòng dõi của ông sẽ đầy dẫy đất là qua chính đứa con trai này. Nhưng ông vẫn tin cậy Thượng Đế và vâng lời Ngài. Bởi vậy, ông đã chuẩn bị để giết con trai làm của lễ sinh tế chuộc tội dâng lên Thượng Đế. Ngay lập tức Thượng Đế phán, Abraham, chớ làm chi hại đến con trẻ. Bây giờ ta biết con thật lòng kính sợ ta và sẵn sàng vâng lời ta. Abraham ngước lên thì nhìn thấy một con chiên đực gần đó, sừng bị mắc vào một bụi cây. Vậy nên Abraham đã bắt lấy con chiên mà Thượng Đế đã cung ứng để làm của lễ sinh tế dâng lên cho Chúa, thế chỗ cho con trai mình. Thượng Đế cung ứng một con chiên đực làm của lễ sinh tế chết thế chỗ cho con trai của Abraham. Ngài đã bày tỏ cho Abraham tình yêu rất lớn của Ngài với nhân loại. Tình yêu của Ngài giống như tình yêu của một người cha tuyệt vời dành cho con trai mình. Qua sự kiện này, Thượng Đế bày tỏ rõ ràng rằng Ngài đã lập một kế hoạch cung ứng một của lễ sinh tế chết thế cho nhân loại. Nhiều năm trước, Thượng Đế đã bày tỏ cho các đấng tiên tri rằng Ngài sẽ gửi xuống một con người vô tội để chết thế chỗ cho dòng dõi của Abraham.
cất đi tội lỗi và sự xấu hổ của họ. Thông qua của lễ sinh tế vĩ đại của mình, Thượng Đế sẽ mở con đường cứu rỗi cho những kẻ tin Ngài sống trong mối tương giao với Thượng Đế mãi mãi trong vương quốc của Ngài. Các nhà tiên tri đã gọi con người này là Đấng Messiah. Họ tiên báo rằng Thượng Đế sẽ ban xuống Đấng Messiah để cứu nhân loại, để làm vua của họ và để dẫn dắt họ mãi mãi trong danh của Ngài. Hàng trăm năm trước khi Ngài giáng thế, các nhà tiên tri đã nói về những việc mà Đấng Messiah sẽ làm, và những điều này chắc chắn sẽ xảy ra cho Ngài. Tiên tri David viết: Thượng Đế sẽ tuyên bố về Đấng Messiah: Con là con ta. Tiên tri Esai viết: Này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai và sanh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuel, nghĩa là Thượng Đế ở cùng chúng ta. Các tiên tri khác cũng viết rằng Đấng Messiah sẽ được sinh tại Bethlehem. Ngài sẽ cưỡi trên lưng một con lừa đi vào thành Jerusalem như vị vua của dân tộc Do Thái. Họ cũng viết rằng bạn thân của Ngài sẽ phản bội Ngài. Các tiên tri khác cũng nói rằng Đấng Messiah sẽ phải hy sinh sự sống của mình, nhưng Thượng Đế sẽ khiến Ngài sống lại vào ngày thứ ba. Tiên tri Daniel đã gọi Đấng Messiah là con người và chép rằng Ngài sẽ ngự trên đám mây trình diện trước Thượng Đế, và Thượng Đế sẽ cho Ngài quyền thống trị đời đời trên mọi dân tộc của các nước. Hơn 2.000 năm trước đây, có một con người thật sự đã sống trên thế giới này tên là Giê-xu. Liệu cuộc đời của Giê-xu có ứng nghiệm những gì các tiên tri đã viết về Đấng Messiah hay không? Bộ phim này sẽ cho thấy Giê-xu là ai, cùng một số điều Ngài đã phán và đã làm như đã được chép trong Kinh Thánh. Trong bộ phim này, một nam diễn viên đã đóng vai Chúa Giê-xu. Không có một ai xứng đáng làm điều này, nhưng bộ phim này đã được sản xuất để mọi người có thể biết và tin vào cuộc đời Chúa Giê-xu và có thể nhận được các phước hạnh mà Thượng Đế đã hứa ban. Theophilus thân mến, tôi viết thư này cho ông tuần tự thuật lại những sự việc diễn ra giữa chúng tôi, ước mong ông có thể hiểu mọi việc một cách xác thật. Vào thời hoàng đế Augustus trị vì đế quốc La Mã và Herod làm vua xứ Jude, Thượng Đế đã sai thiên thần Gabriel đến viếng thăm Mary, trinh nữ ở thành Nazareth. Mary đừng sợ, vì Thượng Đế đã ban đặc ân cho cô. Cô sẽ thụ thai, sanh một trai, và hãy đặt tên là Giê-xu. Làm thế nào được? Tôi là một trinh nữ. Chúa Thánh Linh sẽ ngự trên cô. Đó là lý do con thánh đó sẽ được gọi là con Đấng Chí Cao. Vương quốc Ngài sẽ còn đến đời đời. Thế rồi Mary lên đường đến một làng nhỏ xứ Jude viếng thăm Elizabeth, người chị họ, cũng thụ thai một cách lạ thường. Elizabeth! Mary! Em Mary! Em là người phụ nữ có phúc nhất đời. Con em đang mang được chúc phúc, vì ngay từ lúc chị nghe tiếng em chào, thai nhi ở trong lòng chị mãi lên vui sướng. Trọn cả tâm hồn tôi ngợi khen Chúa, tâm linh tôi vui sướng nơi Thượng Đế Đấng cứu rỗi tôi. Từ nay mọi thế hệ sẽ gọi tôi là người có phước. Mọi người nam ở Nazareth ra đây. Lệnh của hoàng đế Augustus truyền: phải mở cuộc điều tra dân số trên toàn lãnh thổ xứ Galilee và xứ Jude. Hãy lập tức trở về nơi sinh quán đăng ký vào sổ bộ.
Thế là Marie về Bethlehem xứ Jude với vị hôn phu Joseph để cuộc đăng ký. Chúng ta sẽ tìm một chỗ trọ nhé. Nhưng Bethlehem không có chỗ cho họ ở, chỉ còn chuồng bò đơn sơ là nơi trú chân cho hai người. Bây giờ trong vùng đó có một nhóm người chăn đang ở ngoài đồng canh giữ bầy chiên qua đêm. Bỗng thiên thần xuất hiện và vinh quang Chúa chói lòa quanh họ. Hôm nay đây trong thành David, đấng cứu thế là vua là Chúa đã giáng sinh. Những người chăn vội vã đến xem hài nhi vừa được sinh nơi máng cỏ và là người đi tiên phong loan báo tin mừng về đấng cứu thế giáng sinh. Một tuần sau, đã đến lúc hài nhi chịu lễ cắt bì và được đặt tên là Giê-xu. Kế đó Joseph và Marie đưa con trẻ lên Jerusalem dâng cho Chúa. Trong đền thờ có một người đạo đức kia đã được Chúa Thánh Linh hứa là sẽ không chết trước khi nhìn thấy đấng cứu thế. Tên ông là Simeon. Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin cho mẹ tôi Chúa ra đi bình an. Vì trên mắt con đã nhìn thấy ơn cứu rỗi, Thượng Đế đã chọn con trẻ này. Chúa sẽ ban phước cho ông bà. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ theo luật Môi-se quy định, họ rời Jerusalem và trở về Nazareth. Được 12 tuổi, Joseph và Marie đưa Giê-xu lên Jerusalem dự lễ vượt qua. Trên đường về, ông bà đinh ninh là con trẻ đang theo họ. Thật ra Giê-xu đã lưu lại kinh thành. Họ quay lại thành phố tìm con. Đến ngày thứ ba, họ gặp Ngài đang ngồi trong đền thờ với nhiều đạo sư và trưởng lão. Con ai mà hỏi nhiều như thế? Cậu ấy ở Nazareth, cứ đinh ninh cậu ấy đã về. Xin thứ lỗi cho chúng tôi. Ai nghe Giê-xu cũng đều sửng sốt. Con ơi, sao con lại làm vậy? Cha con và mẹ lo lắng quá trong khi gắng sức đi tìm con. Sao cha mẹ lại đi tìm con? Cha mẹ không biết là con phải lo công việc của cha con sao? Kế đó, Giê-xu cùng với cha mẹ trở về Nazareth, lớn lên trong sự khôn ngoan, làm hài lòng Thượng Đế và mọi người. Inspirational Film xin giới thiệu xuất phẩm điện ảnh của Genesis Project. Cuộc đời Đức Giê-xu. Dựng phim phỏng theo sách Phúc Âm Luca. Bất cứ sự trình chiếu, phân phối hay in sang lại một phần hoặc cả cuốn phim này, kể cả phần nhạc đệm mà không xin phép là vi phạm bản quyền. Vào năm thứ 15 đời hoàng đế Tiberius trị vì, Pilate làm tổng đốc xứ Jude, Herod làm vua xứ Galilee, Anna và Caipha làm thượng tế. Có lời Thượng Đế đến với Giăng nơi hoang dã. Ông bèn lặn lội khắp lưu vực sông Jordan, rao giảng phép trầm mình ăn năn để hưởng ơn tha tội. Hãy lìa bỏ tội lỗi, chịu phép trầm mình, Thượng Đế sẽ tha tội anh em. Như là sách tiên tri của Isai đã có lời chép rằng: có tiếng người hô lớn nơi hoang dã, hãy mau chóng dọn sẵn đường cho Chúa, hãy làm thẳng lối cho Ngài đi, phải lấp đầy mọi thung lũng, phải san bằng mọi núi đồi, phải làm ngay con đường quanh co,
phải làm êm các lối gồ ghề, và cả nhân loại sẽ thấy ơn Chúa cứu rỗi. Tôi sẽ làm gì? Xin bảo chúng tôi phải làm gì? Hỡi dòng rắn độc kia, ông muốn chúng tôi ra làm sao? Hãy bảo chúng tôi cách trở lại. Những ai hiện đang có hai cái áo phải chia bớt cho người nào không có áo, và hễ ai có đồ ăn phải san sẻ. Thưa thầy, thưa thầy, chúng tôi là người thu thuế, sẽ làm gì đây? Đừng thu thuế nhiều hơn luật định. Phần chúng tôi thì sao? Chúng tôi phải làm gì? Đừng cưỡng đoạt ai về tiền bạc, đừng vu cáo ai, và hãy bằng lòng với đồng lương. Hãy nói, thầy là đấng cứu thế. Tôi làm phép trầm mình bằng nước, nhưng đấng sắp sửa đến vốn là đấng cao trọng hơn tôi bội phần. Tôi không đáng cởi giày cho Ngài. Ngài sẽ làm phép trầm mình cho anh em bằng thánh linh và bằng lửa. Tay Ngài cầm chĩa rũ sạch sân lúa, Ngài đập lúa và thu hoạch lúa mì vào kho. Thế rồi Chúa Thánh Linh ngự xuống trên Chúa Giêsu trong hình thể giống chim bồ câu. Và có tiếng từ trời phán: Này là con yêu dấu của ta, con làm ta rất hài lòng. Vào lúc Chúa Giêsu khởi sự rao giảng ngày trạc 30 tuổi, Chúa Giêsu đầy dẫy Thánh Linh, ra khỏi sông Giô-đan, được Thánh Linh đưa vào nơi hoang dã. Ở đó Ngài bị quỷ dương cám dỗ trong 40 ngày. Suốt thời gian đó Ngài nhịn ăn. Quỷ dương nói với Ngài rằng: Nếu ông là con Thượng Đế, hãy khiến hòn đá biến ra bánh đi. Lời Kinh Thánh chép: Người ta sống không phải chỉ vì đồ ăn, mà là bằng lời của Thượng Đế. Liền đó, quỷ dương đưa Chúa lên trên cao và chỉ cho Ngài thấy các vương quốc trên thế giới. Tôi sẽ cho ông quyền lực và mọi sự phú quý này. Cả thế giới ở trong tay tôi. Tôi muốn cho ai thì cho. Chỉ cần thờ tôi, ông sẽ có hết mọi thứ. Lời Kinh Thánh chép: Ngươi hãy thờ phượng Chúa là Thượng Đế và chỉ phụng sự một mình Ngài. Quỷ dương liền đưa Ngài đến Jerusalem và lên chót vót nóc đền thờ. Nếu ông là con Thượng Đế, hãy nhảy xuống đi, vì lời Chúa phán: Thượng Đế sẽ sai thiên thần bảo trọng ông. Lại phán rằng: Tay thiên thần sẽ đỡ ông, ngay cả đá cũng không làm trầy chân ông. Lời Chúa phán rằng: Ngươi đừng thử thách Chúa là Thượng Đế của ngươi.
Thế rồi Chúa trở về Nazareth là nơi Ngài sinh trưởng. Chào con. Thưa thầy. Vào ngày nghỉ cuối tuần, như thường lệ, Chúa vào trong hội trường. Ngài được mời đọc đoạn sách tiên tri Isaiah. Kìa, thần của Chúa ngự xuống trên tôi, vì Ngài đã chọn tôi đặng đem tin mừng đến cho người khó nghèo. Ngài đã sai tôi đến để tuyên bố phóng thích cho tội nhân và làm sáng mắt cho người mù lòa, trả lại tự do cho người bị áp bức, và tuyên cáo với mọi người là thì giờ Chúa cứu rỗi dân Ngài đã điểm. Ồ, nói hay quá. Hay quá. Hôm nay đây, đoạn kinh văn đó đã ứng nghiệm đúng như anh em vừa nghe đọc. Lời Chúa đã ứng nghiệm, làm sao biết đây? Nhưng chỉ có đứng cứu thế mới có thể làm tròn lời hứa. Hẳn các ông sẽ nhắc lại câu tục ngữ: thầy thuốc tự cho thuốc. Các ông cũng sẽ nói rằng: hãy làm ở quê nhà mình những việc nghe nói là ông đã làm ở Capernaum. Nghe tôi nói đây, không vị tiên tri nào được quê nhà mình hoan nghênh hết. Bởi lời ấy, Chúa Giê-xu khẳng định Ngài là đấng cứu thế được Thượng Đế chọn đem ơn cứu rỗi cho dân Ngài. Những người Do Thái này đã không tiếp Ngài như là đấng cứu thế. Dân chúng tính ném Chúa xuống vực thẳm, nhưng Ngài lướt qua giữa đám đông và theo lối riêng về thành Capernaum xứ Galilee. Quân La Mã loáng chiếm cả nước, ngang nhiên hiện diện khắp nơi. Nhân dân nóng lòng trong mong đấng cứu thế sớm giải thoát họ khỏi bạo tàn. Bình an cho anh em. Xin lấy thuyền chở thầy đi, Simon. Để chở thầy đi. Đúng vậy. Thầy sẽ không ra đi chứ? Giảng nữa đi. Giê-xu, giảng nữa đi. Một ngày kia, có hai người đàn ông đi vào đền thờ cầu nguyện. Một là người Pha-ri-si, một người là người thu thuế. Người Pha-ri-si đứng tách riêng ra một mình cầu nguyện: tạ ơn Thượng Đế, vì tôi đây không phải là hạng người tham lam, hoặc kẻ bất lương, hay là đứa gian dâm như người khác. Tạ ơn Ngài, tôi không giống như đứa thu thuế kia. Tôi nhịn ăn tuần hai lần, và tôi dâng Chúa một phần mười mọi thu nhập. Nhưng người thu thuế đứng cách xa, không dám ngay cả ngước mặt lên trời, chỉ đấm ngực kêu cầu: ôi Thượng Đế, thương xót con kẻ tội đồ. Thầy bảo anh em, người thu thuế không phải người Pha-ri-si, trở về và được Chúa xem là công chính. Vì ai tự tôn cao mình lên thì sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống thì sẽ được tôn cao. Hãy chèo thuyền ra khơi chỗ nước sâu, rồi anh em và các bạn chài hãy thả lưới đánh cá. Thưa thầy, chúng tôi đã lao dọc thâu đêm mà chẳng được gì.
Nếu thầy đã nói vậy, tôi sẽ thả lưới xuống. Jacques! Jacques! Jack ơi, Jack, mau tìm tới đây giúp chúng tôi, mau lên. Không được, chúng tôi đang bận tay. Đủ rồi đấy. Đủ rồi đấy. Lạy Chúa, xin giáng xá tôi. Tôi là một người tội lỗi. Đừng sao chi hết. Từ nay anh em sẽ là tay đánh lưới người. Hãy đến cùng thầy và nghe lời thầy. Ai nghe thầy sẽ có sự sống. Hãy tìm Chúa đang khi có thể tìm được Ngài. Hãy kêu cầu Chúa đang khi Ngài ở gần. Người xấu xa hãy từ bỏ đường lối mình. Kẻ bất chính hãy từ bỏ ý tưởng mình. Hãy trở lại với Chúa và nhận ơn thương xót. Vì Ngài giàu lòng tha thứ, anh em sẽ bước đi trong niềm vui và được dìu dắt trong an bình. Ngài đến đây, Ngài đây rồi. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, xin Ngài cứu con gái độc nhất của tôi. Thầy, xin thương xót, nó mới 12 tuổi đầu, đang hấp hối. Xin đoái đến tôi. Cyrus, lấy làm tiếc. Jesus, con gái ông đã mất, đừng làm phiền thầy nữa. Đừng sợ chi hết, chỉ cần tin con ông sẽ khỏe lại. Đừng khóc nữa, nó không chết đâu, mà chỉ đang ngủ thôi. Con thức dậy. Cho nó ăn chút gì đi. Ta dặn con, đừng nói cho ai chuyện vừa qua nhé. Sau việc đó, Ngài thấy một viên chức tên là Matthew Levy đang ngồi bên trạm thuế vụ để thu thuế. Hãy theo thầy.
Rồi Chúa Giêsu lên trên đồi mà cầu nguyện. Ngài cầu nguyện với Thượng Đế thâu đêm. Sáng ra, Ngài đến thăm 12 người được Ngài đặt làm môn đệ. Simon được Ngài đặt tên là Phêrô. Và Andre em người. Jacques. Rồi Jean. Philip. Và Bartholomew. Và Matthew. Và Thomas. Jacques, con trai Alphée. Và Simon, được gọi là Zelot. Và Judas, con Jacques. Và Judas Iscariot là kẻ phản bội. Phước cho ai nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phước cho ai hiện đang đói, vì sẽ được no đủ. Phước cho ai hiện đang khóc, vì sẽ vui cười. Phước cho ai bị người ta ghen ghét, loại bỏ và sỉ nhục, bị gán là phường gian ác. Hãy vui lên và nhảy múa đi khi sự thể như thế, vì họ sẽ được trọng thưởng trên trời. Vì tiền nhân cũng đã đối xử với các tiên tri y như thế. Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín, hai mươi. Tôi chỉ có chừng đó. Chỉ có chừng đó thì nghĩa lý gì? Khốn cho ai hiện đang giàu, đang hưởng thụ cuộc sống thoải mái. Ông ta không muốn giàu có đâu, chắc là bị tâm thần quá. Khốn cho ai hiện đang cười, vì họ sẽ than thở khóc lóc. Khốn cho ai được người ta ca tụng, vì tiền nhân cũng đã nói về các tiên tri giả y như thế. Này, các con nghe ta nói đi. Hãy yêu kẻ thù mình. Hãy làm điều tốt cho ai ghét anh em. Chúc phước cho ai rủa anh em. Và cầu nguyện cho ai nghi ngờ anh em. Nếu ai tát một bên má anh em, hãy để cho họ giả luôn má bên kia. Nếu ai lột áo khoác anh em, hãy để cho họ dùng luôn cả áo trong. Hãy ban cho mọi người kêu xin anh em. Giờ này, nếu ai lấy chi của anh em, đừng đòi lại làm gì. Hãy làm cho người khác điều chi anh em muốn người khác làm cho mình. Nếu anh em chỉ yêu người nào yêu mình, thì làm sao anh em được phước? Ngay cả tội nhân cũng yêu người nào yêu họ. Nếu anh em làm tốt cho người nào cũng làm tốt cho mình, thì làm sao anh em được phước? Ngay tội nhân cũng làm thế. Ai lại chạm tới cô ấy? Ai lại trò chuyện với cô ấy? Xấu hổ quá. Ừ.
hãy yêu kẻ thù mình và làm điều tốt cho họ. Hãy cho mượn mà không cần trả, thì anh em sẽ được trọng thưởng, vì anh em sẽ là con cái đấng chí cao. Vì Ngài nhân lành cả với người vong ân lẫn kẻ ác. Hãy thương xót như cha của anh em hay thương xót. Cứu tôi, Giê-xu. Đừng xét đoán để khỏi bị xét đoán. Đừng lên án thì anh em khỏi bị lên án. Hãy tha thứ thì anh em sẽ được tha thứ. Xin dẫn lối chúng tôi, Chúa ơi. Hãy cho thì anh em sẽ được ban cho. Vì anh em lường cho người bao nhiêu sẽ được lường lại bấy nhiêu. Người mù không thể dẫn đường người mù. Nếu làm thế, cả hai sẽ té xuống hố. Sao anh em thấy cây dầm trong mắt anh em mình mà chẳng để ý cây xà trong mắt anh em? Xin Thầy hướng dẫn tôi. Chúng tôi cần Chúa lắm. Sung sướng thay bà mẹ đã sinh Ngài ra và nuôi nấng Ngài. Sung sướng bội phần hơn trong người nghe lời Thượng Đế và vâng lời Ngài. Tôi muốn biết người đàn ông này. Ông xem Ngài có thể là đến cứu thế không? Người Pharisee mời Chúa Giê-xu dùng cơm tối với họ, và Chúa Giê-xu vào nhà họ cùng ngồi ăn. Bọn trẻ lại tới. Này đi đi. Hãy nghe đây cút. Tụi đó quá quắt hết chỗ nói. Cô ta sắp làm gì đây? Tôi không biết. Nó đang làm gì vậy? Nếu ông ấy thật là một tiên tri, hẳn phải biết con đàn bà đang tiếp xúc với ông ấy là ai. Hẳn phải biết cái loại người lăng loàn như nó chứ. Tôi biết chị này là ai rồi, Simon. Để tôi kể chuyện ông nghe. Người chủ nợ kia cho hai con nợ vay tiền. Một người nợ 500 đồng bạc, con người kia nợ 50. Cả hai đều không có tiền trả nợ, nên cả hai đều được tha nợ. Ai là người thương chủ nợ hơn? Tôi thiết nghĩ ấy là người được tha nợ nhiều hơn. Ông nói đúng. Ông thấy chị này chưa? Tôi đã vào nhà ông, ông không cho tôi nước rửa chân. Còn chị ấy lấy nước mắt mình rửa chân tôi, rồi lấy tóc mình mà lau. Ông không hôn mừng tôi, nhưng từ khi tôi đến chị ấy không ngừng hôn chân tôi. Ông không xức dầu olive trên đầu tôi, còn chị ấy lấy dầu thơm xức chân tôi. Tôi nói cho ông nghe, chị ấy biểu lộ tình thương đậm đà, chứng tỏ tội lỗi rất nhiều của chị ấy đã được tha. Còn ai được tha ít, chỉ biểu lộ ít tình thương. Tội lỗi chị đã được tha. Niềm tin đã cứu chị, hãy đi bình an. Con Chúa Giê-xu đã đi khắp nơi rao giảng tin mừng về nước trời. Có 12 môn đệ đồng hành và cả những phụ nữ đã được cứu khỏi quỷ ám. Mary, còn gọi là Madeleine, Joanna, vợ của Susa, người quản lý hoàng cung Herod, và Susanna.
Nhưng Herod, vua chư hầu của La Mã đang trị vì xứ Galilee, đã bỏ tù San Baptist vì ông dám lên án khi vua lại đi lấy em dâu mình. Được. Vừa khi chúng tôi tới cửa thành nên, có một đám tang xuất hiện. Người quá cố là con trai của một quá phụ. Khi Chúa Giêsu thấy bà ấy, Ngài động lòng thương xót. Ngài sờ quan tài và phán: chàng trẻ tuổi, ta bảo anh thức dậy. Lập tức người chết ngồi dậy và Chúa Giêsu trao chàng lại cho mẹ chàng. Hãy hỏi Ngài, Thầy có phải là Đấng Giăng bảo là sẽ đến hay không? Hay chúng tôi phải đợi đấng nào khác? Thưa thầy, thưa thầy, John Baptist sai tôi đến hỏi thăm thầy là đấng sẽ đến phải không, hay chúng tôi nên đợi đấng nào khác? Hãy về thuật cho răng nghe những điều mắt thấy tai nghe. Người mù được thấy, kẻ què được đi, sung sướng thay cho những ai không hoài nghi ta. Linh dạy bà đi. Vì cô đã thấy chưa? Dạ con thấy gì sao? Một người gieo giống kia ra đi gieo giống. Vừa khi người ấy rải hạt, một số hạt rơi dọc đường bị dẫm lên, và chim trời đã ăn hết. Một số rơi trên đá sỏi, và khi mọc lên liền bị héo vì thiếu ẩm ướt. Một số hạt giống rơi giữa gai gốc, gai gốc với cây con cùng tăng trưởng nên ngạt ngòi. Một số hạt giống rơi vào đất tốt và cây lúa trổ bông kết hạt, 100 hạt mỗi cây. Thưa thầy, sao thầy hay dẫn ngụ ngôn mỗi khi quần chúng tới gần? Anh em đã được ban ơn hiểu biết những bí nhiệm của nước trời, còn với những người khác phải dùng đến ngụ ngôn, vì họ có thể nhìn nhưng không thấy, và nghe nhưng không hiểu. Ý nghĩa ngụ ngôn là như vậy. Hạt giống là lời Thượng Đế. Hạt giống rơi dọc đường tượng trưng cho người nghe, nhưng bị quỷ vương đến lấy sứ điệp khỏi lòng họ để giấu họ khỏi niềm tin và ơn cứu rỗi. Còn hạt giống rơi trên đá sỏi tượng trưng cho người nghe sứ điệp mà vui sướng tiếp nhận, nhưng họ không đâm rễ, nên chỉ có niềm tin nhất thời, và khi kỳ thử thách tới, họ rơi rớt hết. Còn hạt giống rơi trên gai gốc tượng trưng cho người nghe, nhưng nỗi lo lắng, giàu có và sự quan lạc đời này bủa vây làm cho ngạt ngòi, và nó chẳng hề kết trái được. Và hạt giống rơi trên đất tốt tượng trưng cho người nghe sứ điệp, đồng thời giữ gìn nó với lòng trung thành và dân phục, và kiên trì đến chừng kết quả. Không ai thắp đèn mà lấy chậu úp lại, hoặc để nó xuống gầm giường, thay vì phải cắm nó trên giá đèn, hầu cho ai nấy khi bước vào đều có thể thấy ánh sáng. Điều che giấu nào cũng sẽ được đưa ra công khai, điều bưng bít nào cũng sẽ được tìm thấy và đưa ra ánh sáng. Hãy cẩn thận về cách mình nghe, vì ai có sẽ được cho thêm, ai không có cũng sẽ bị lấy luôn ngay cả điều nhỏ bé mà họ tưởng mình có. Thưa thầy, mẹ và các em thầy đang đứng bên ngoài, họ muốn gặp thầy. Mẹ và các em thầy là người nghe lời Thượng Đế và dân phục Ngài.
Một hôm Chúa Giêsu xuống thuyền với các môn đệ và bảo họ: chúng ta hãy qua bên kia bờ hồ. Vậy họ chèo thuyền đi, còn Ngài thì ngủ thiếp. Giữ lại, giữ chặt lấy. Qua bên kia, qua bên kia. Niềm tin anh em đâu? Rồi họ chèo thuyền đến Gadara, bên kia hồ Galilee. Giêsu, con Thượng Đế Chí Cao, Ngài muốn làm gì tôi? Tôi van Ngài, đừng hình phạt tôi. Tên ngươi là gì? Quân đoàn, chúng tôi van Chúa, xin đừng đuổi chúng tôi xuống vực sâu. Hãy cho chúng tôi vào, nhập vào bầy đàn heo. Ê! Lại đây! Dừng lại! Dừng lại! Vậy quỷ dương xuất ra khỏi người đó. Lại đây! Và nhập vào bầy heo. Cút khỏi đây ngay! Một phù thủy kia, sao đi! Cút khỏi nơi đây! Sao đi! Cút khỏi đây ngay! Con sẽ theo Ngài dù Ngài đi đâu. Cho con đến với Ngài. Hãy về nhà, thuật lại điều Thượng Đế làm cho con. Chúa Giêsu và các môn đệ cùng rút về Bethsaida. Nhưng quần chúng biết tin nên kéo theo Ngài. Vào lúc xế chiều, Phêrô lên tiếng: thưa thầy,
xin cho dân chúng về, để họ có thể vào làng và các nông trang quanh đây tìm cái ăn và chỗ ngủ, vì đây là nơi hẻo lánh. Chính anh em hãy cho họ đồ ăn. Nhưng ở đây chỉ còn 5 cái bánh và 2 con cá thôi. Xin cảm ơn Chúa là Thượng Đế, vua của Hoàng Vũ, đấng khiến cho đất sinh ra lương thực. Một phép lạ không thể tin nổi. Còn dân chúng nói thầy là ai? Có người nói ngài là Giăng Báp Thiết, có kẻ khác nói ngài là Ê-li, còn một số khác nói ngài là tiên tri đời xưa vừa mới tái thế. Anh em thì sao? Anh em nói ta là ai? Ngài là Chúa cứu thế. Đừng nói cho ai nghe điều này. Con người phải chịu nhiều đau đớn và bị khước từ. Ngài sẽ bị giết chết, nhưng sau đó 3 ngày sẽ được sống lại. Ai trong anh em muốn theo thầy? Thưa thầy, tôi xin theo thầy. Trước hết cho tôi đi về để chào từ giã gia đình tôi. Ai bắt đầu cầm cày mà còn ngoảnh nhìn lại đằng sau thì không xứng hợp với nước trời. Nếu ai muốn đến với ta phải từ bỏ chính mình, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta. Vì người nào muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn người nào mất sự sống mình vì lợi ích ta thì sẽ được cứu. Nếu có ai chinh phục cả thế giới mà lại mất linh hồn mình thì có ích lợi gì? Nếu ai hổ thẹn về thầy và lời thầy dạy thì con người sẽ hổ thẹn về họ khi ngài gửi đến trong vinh quang và vinh quang của cha và của các thiên thần trên trời. Thầy bảo anh em có vài người ở đây sẽ không chết cho đến khi nào được thấy nước trời. Kể đó, Chúa Giê-xu đem theo John, Jacques và Phê-rơ cùng lên đồi để cầu nguyện.
Trong lúc ngài cầu nguyện, diện mạo ngài biến đổi, áo ngài trở nên rực sáng và trắng toát. Chợt có hai người hầu chuyện ngài, đó là Môi-se và Ê-li, đã hiện ra trong ánh hào quang rực rỡ. Ngài sẽ hoàn thành ý Thượng Đế. Ngài sẽ chết ở Jerusalem. Khi hai người từ giả, Phê-rơ bèn thưa với Chúa Giê-xu: Thưa Thầy, chúng ta ở lại đây tốt biết mấy. Ta dựng ba cái lều, một cho ngài. Đang lúc đó, một đám mây dần vũ bao phủ họ, làm các môn đệ hoảng sợ. Và từ trên mây có tiếng phán: Đây là con ta, đấng được chọn, hãy nghe theo ngài. Thầy ơi, tôi xin thầy đoái đến con trai tôi, xin cứu nó, vì nó là con trai một mà. Tôi đã gian xin môn đệ thầy đuổi quỷ ra, họ không làm được. Ôi, thế hệ vô tính và trụy lạc này, tôi ở với các người và cưu mang các người cho đến bao giờ? Mang con đến đây. Xin dạy con cầu nguyện như Giang đã dạy các môn đệ người. Hãy cầu nguyện như vậy: Lạy Cha chúng con trên trời, danh Cha được tôn thánh khắp nơi. Xin nước Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cho chúng con đủ ăn hàng ngày. Xin tha tội cho chúng con, để chúng con cũng tha mọi người mắc lỗi với chúng con. Xin đừng để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con khỏi điều dữ. Hãy xin, anh em sẽ được. Hãy tìm, anh em sẽ gặp. Hãy gõ, cửa sẽ mở cho anh em. Vì hễ ai xin sẽ nhận được, ai tìm kiếm thì sẽ gặp, và hễ ai gõ thì cửa sẽ được mở. Ai trong anh em làm cha lại cho con trai mình rắn khi con mình sinh cá, hoặc bò cạp khi con mình sinh trứng? Anh em vốn xấu mà còn biết cho con cái mình điều tốt.
Huống hồ gì cha trên trời là đấng sẽ ban thánh linh cho người cầu xin ngài. Thầy bảo anh em đừng lo lắng chuyện lấy gì ăn để sống, cũng đừng lo chuyện lấy gì mặc che thân, vì sự sống quý hơn đồ ăn và thân thể quý hơn đồ mặc. Hãy xem loài quạ, chúng chẳng gieo cũng chẳng gặt, không kho tàng cũng không giữ lẫm, Thượng Đế còn nuôi chúng. Huống hồ anh em quý hơn loài chim biết bao. Vì có ai nhờ lo âu mà kéo dài đời mình thêm khoảnh khắc không? Việc nhỏ như thế còn không làm nổi, sao anh em còn lo lắng đủ điều? Hãy xem các loài hoa huệ mọc thế nào, chẳng kéo chỉ hay dệt tơ. Long bào Salomon dù lộng lẫy cũng không so nổi một cánh hoa. Thượng Đế khoác bộ cánh đẹp cho loài cỏ dại, nay còn mai chụm lửa. Huống hồ anh em sẽ mặc đẹp dường nào? Hỡi kẻ ít niềm tin, cho con thêm niềm tin. Nếu anh em có niềm tin lớn bằng một hột cải, anh em hãy nói với cây dâu này rằng hãy bật gốc mình lên đi, rồi mọc giữa biển cả, nó cũng sẽ vâng lời anh em. Sự cám dỗ phạm tội chắc sẽ tới, nhưng khốn cho kẻ tiếp tay nó. Tốt hơn hết là cột kẻ đó vào tảng đá mà quăng xuống biển, còn hơn là để nó làm cớ cho một trẻ nhỏ phạm tội. Này anh em, nước trời giống như là gì? Nó giống như vậy. Một người kia lấy một hạt cải giống đem gieo trong vườn mình, cây con lớn lên trở nên cây lớn, và đàn chim làm tổ trên cành nó. Tôi không hiểu ý ngài nói gì. Tại sao ông ăn uống với phường thu thuế và kẻ phạm tội? Người mạnh khỏe ai lại cần đến bác sĩ, bèn là những người vốn đau yếu. Tôi đến không phải để kêu gọi người công chính ăn năn, nhưng cho người có tội. Xin hãy kể chuyện nước ngài cho con nghe. Có chuyện gì khác không? Hỡi bầy nhỏ, đừng sợ, vì cha anh em vui lòng ban nước ngài cho anh em. Hãy bán hết gia sản mà bố thí cho người nghèo. Hãy sắm cho mình túi tiền không sờn rách và trữ của cải trên trời, là nơi chẳng hề hao hụt. Vì kẻ trộm không thể trộm được, và mối mọt không thể phá được. Vậy của cải ở đâu, lòng anh em luôn ở đó. Bà ơi, bà đã thoát khỏi bệnh tật rồi. Kìa, kìa, lành rồi. Thật là phép lạ. Kìa, lành rồi, hãy đến xem. Lạ quá. Ngợi khen. Dành Chúa. Chúa ở cùng thầy. Có 6 ngày để chúng ta làm việc, nên hãy đến mà chữa bệnh trong thời gian đó, đừng đến vào ngày nghỉ. Kẻ đạo đức giả, ai trong các ông lại không thả bò dắt lừa ra khỏi chuồng và dẫn chúng đi uống nước ngay trong ngày nghỉ? Kìa, bà này là con gái của Abraham, đã bị Satan trói buộc 18 năm dài, lẽ nào lại không được giải thoát trong ngày nghỉ?
thầy trọn lành, tôi phải làm gì để được hưởng sự sống vĩnh cửu? Sao lại gọi là trọn lành? Không ai trọn lành trừ ra Thượng Đế. Ông chắc biết các điều răn. Ngươi chớ phạm tội ngoại tình, ngươi chớ giết người, ngươi chớ làm chứng dối. Phải hiếu kính với cha mẹ ngươi. Kể từ thời thơ ấu tôi luôn dân giữ tất cả các điều răn. Hãy còn một điều nữa mà ông cần phải làm. Ông phải bán hết gia sản mà bố thí cho người nghèo thì ông sẽ còn nhiều của cải trên trời. Rồi hãy đến mà theo tôi. Chúng tôi là thương gia giàu có. Người giàu có mà vào trong nước trời thật là khó biết chừng nào. Người giàu có mà vào trong nước trời còn khó hơn là một con lạc đà mà chui qua lỗ cây kim mai. Vậy ai sẽ được cứu? Việc gì loài người không thể làm được thì Thượng Đế làm được. Hãy chỉ rõ cho chúng tôi thấy nước trời đâu. Nước trời không đến như cách thông thường có thể trông thấy được. Sẽ không ai nói kìa, nước ở đó hoặc nước ở đây. Vì cớ nước trời ở trong lòng các ông. Sẽ tới lúc anh em ước mong được thấy một ngày trong chuỗi ngày của con người, nhưng anh em sẽ không thấy. Như anh chớp xé bầu trời và tia chớp nháng từ đỉnh trời đến chân mây, ngày của con người sẽ hiện đến như thế. Nhưng trước hết, ngài phải chịu nhiều nỗi đớn đau và bị người đương thời khước từ. Vì trời và đất biến mất đi còn dễ dàng hơn là xóa bỏ bất cứ một tiểu tiết nào dù cực nhỏ trong luật pháp. Thầy báo cho anh em biết, nhiều tiên tri và vua chúa muốn thấy điều anh em thấy mà không thấy được, và muốn nghe điều anh em nghe mà không nghe được. Tôi nên làm gì? Lời Kinh Thánh đã nói gì? Ông giải thích Kinh Thánh ra sao? Hãy yêu Chúa là Thượng Đế, cả lòng anh, cả linh hồn anh, cả sức lực anh, với cả tâm trí anh. Và hãy yêu người lân cận như chính mình. Ông nói đúng, hãy làm đi, ông sẽ sống. Người lân cận là ai? Không phải chiến sĩ. Còn hoàng đế thì sao? Một ngày kia, có một người đi từ Jerusalem đến Jericho, bị bọn cướp tấn công, bị trấn lột đánh đập, người nằm đó gần chết. Nhằm lúc ấy, có một thầy tế lễ đi qua, phát hiện ra nạn nhân thì lảng tránh qua bên kia đường. Cũng trên con đường ấy, có một người Lê Vi đến đó, bước tới và quan sát nạn nhân, rồi cũng lảng tránh qua bên kia đường. Nhưng một người Samari đi lại trên con đường đó tới gần nạn nhân. Thấy vậy, người Samari bèn động lòng thương xót. Ông bước tới bên nạn nhân, thoa dầu và bóp rượu rồi băng bó các vết thương. Xong, ông đỡ nạn nhân lên lưng ngựa của mình, chở đến quán trọ mà săn sóc cho. Qua bữa sau, ông đưa 2 đồng bạc cho chủ quán và dặn dò chăm sóc nạn nhân. Ông nói tiếp, bận trở về tôi sẽ trả hết mọi phí tổn. Trong 3 người này, ai là người đã hành động như thể người lân cận với nạn nhân bị bọn cướp tấn công? Là người tử tế với nạn nhân. Ông hãy làm như vậy. Hãy chịu khó cho trẻ nhỏ đến cùng thầy và đừng ngăn cấm chúng nó, vì nước trời thuộc về người như thế. Thật vậy, thầy nói với anh em, hễ ai không tiếp nhận nước trời như thể một trẻ nhỏ cũng sẽ chẳng khôn ngoan mà vào trong nước trời được. Hễ ai vì danh thầy tiếp con trẻ này tức là tiếp thầy, và hễ ai tiếp thầy tức là tiếp đấng đã sai thầy. Vì ai nhỏ nhất giữa vòng anh em tức là lớn nhất. Chúa Giêsu người Nazareth đang qua đây. Giêsu. Giêsu.
David, xin hãy thương xót tôi. Ông muốn tôi làm chi cho ông đây? Tôi muốn được sáng mắt lại. Nhìn đi, đức tin ông đã chữa lành ông. Tôi thấy rồi. Tôi thấy rồi. Tôi thấy rồi. Trong lúc Chúa Giêsu đi vào thành Jerusalem, ở đâu cũng có một đám đông tìm gặp Ngài. Dân chúng đến xin Ngài chỉ cho họ con đường cứu rỗi và dạy dỗ thêm cho họ về nước trời. Người này thật là một đấng tiên tri. Lạy Chúa, lạy Thầy, xin cứu tôi. Chúa, cứu tôi, cứu tôi. Người khen Chúa. Xin Chúa chỉ tôi chân lý. Dân chúng bắt đầu tiếp nhận Ngài là Chúa, là Thầy. Ở Jericho có một người thu thuế tên là Zacchê. Ông ấy muốn nhìn Chúa Giêsu quá đỗi, nên đã leo lên ngọn cây kiếm một chỗ cao hơn đám đông để dễ bề quan sát. Đó là người thu thuế mà. Xuống đây mau Zacchê, vì hôm nay tôi phải ghé lại nhà ông. Nhà tôi? Ai mà muốn ở nhà ông đó. Làm sao Zacchê biết Chúa Giêsu? Hãy nghe, tôi cho phân nửa tài sản của tôi cho người nghèo, và nếu tôi có gian lận gì của ai, tôi xin trả lại họ gấp 4 lần hơn. Tôi không tin nổi một người thu thuế lại hoàn trả tiền dư thuế. Không thể có chuyện đó. Hôm nay ơn cứu rỗi đã vào trong nhà này, vì người này cũng là con cháu của Abraham, con người đã đến để tìm và cứu kẻ hư mất. Hãy nghe, chúng ta sẽ lên thành Jerusalem, là nơi mà mọi điều các tiên tri đã chép về con người đều sẽ ứng nghiệm. Ngài sẽ bị nộp trong tay những người ngoại quốc. Họ chế nhạo Ngài và chửi mắng Ngài cách nhục nhã và phỉ nhổ Ngài. Ngài sẽ bị đánh, bị giết. Nhưng đến ngày thứ ba, Ngài sống lại. Và Chúa Giêsu cứ cương quyết lên đường tiến về Jerusalem. Dù cho Chúa Giêsu biết là Ngài sẽ bị giết vì tội lỗi của nhân loại, Ngài cứ lên đường tiến về Jerusalem. Có nhiều người vui mừng vì sự hiện đến của Ngài và tuyên bố Ngài là vua của họ. Truyền cho các môn đệ của Thầy im lặng. Tôi bảo cho các ông biết, nếu họ mà im lặng thì chính những dần đá này sẽ tung hô: bình an, vinh dự. Chúa Giêsu tiến gần Jerusalem hơn.
và khi nhìn thấy thành phố ấy, Ngài đã khóc. Ngày hôm nay, phải chi ngươi biết con đường đem lại sự bình an mà ngươi đã hoài công đi tìm. Những ngày mà kẻ thù nghịch ngươi sẽ tới, họ đắp lũy xung quanh ngươi, bao vây tấn công ngươi dữ dội từ khắp hướng. Và giữa vòng tường thành họ sẽ tiêu diệt ngươi, ngươi và con cái ngươi. Họ sẽ không trừ lại cho ngươi một hòn đá nào trồng trên một hòn đá khác, vì cớ ngươi đã không nhận biết lúc nào ngươi sẽ được viếng thăm. Đền Thánh ở Jerusalem đã trở nên một trung tâm thương mại hơn là một địa điểm để thờ phượng. Sẽ là một nhà cầu nguyện và các ngươi đã biến nó thành sao huyệt trộm cướp. Ông ta đuổi mấy con vật của tôi, ngăn lại. Sự chống đối trong vòng một số nhà lãnh đạo chính trị và tôn giáo gia tăng, vì cớ dân chúng đã tuyên bố Chúa Giê-xu là vua. Tôi biết là nhiều người đã suy tôn ông ấy làm vua. Là vua? Vua của ăn mày, bọn điếm, bọn cướp, xưa ta từng thấy như vậy. Họ tới tuyên bố đủ điều rồi đi, rơi vào quên lãng. Đừng có đuôi, số người đi theo ông ta càng ngày càng đông. Dân chúng hâm mộ ông ấy. Họ nghĩ ông ấy là vua. Để tôi báo anh mối nguy cơ. Nếu người này mà làm mất an ninh hơn nữa, tôi buộc anh trách nhiệm. Có lẽ anh đúng. Đã tới lúc đối đầu với người Galilee này. Và trong lúc những kẻ đạo đức giả như thầy giáo luật là người Pharisee càng ra sức tấn công Chúa Giê-xu, số người Do Thái theo Chúa càng gia tăng, thì số người chống đối bị Ngài lên án cũng gia tăng. Đang khi vào bên trong đền thờ, Chúa Giê-xu thấy một bà quá rất nghèo đang dâng 2 đồng xu. Dâng gì mà ít quá? Không thể hơn sao? Thầy bảo anh em, bà quá nghèo khó đó đã bỏ vào nhiều hơn mọi người khác. Vì những người khác lấy của dư thừa trong số tài sản mình có làm lễ vật dâng lên. Còn bà, nghèo như bà, đã bỏ hết những gì để sống còn ra mà dâng. Nói đi, ông lấy quyền gì mà nói những điều này? Ai cho ông quyền đó? Bây giờ để tôi hỏi ông một câu. Nói đi, quyền của dân hành lễ trầm mình từ Thượng Đế hay loài người? Ta sẽ nói gì? Nếu ta nói là từ Thượng Đế, hắn sẽ nói tại sao? Các người không tin rằng. Nhưng nếu ta nói từ loài người, cả đám sẽ ném đá ta. Hết thảy đều quả quyết rằng là một tiên tri. Ta không biết quyền đó từ đâu. Tôi cũng không nói là tôi lấy quyền gì mà làm những điều này. Hồi đó có một người trồng được một vườn nho và đem cho các tá điền thuê, rồi xa nhà một thời gian khá dài. Khi đã tới thời vụ hái nho, chủ sai đầy tớ đến các tá điền để thu hoạch hoa lợi mùa màng họ nộp tô.
nhưng các tá điền hành hung và đuổi đứa đầy tớ đó về tay không. Chủ bèn sai một đầy tớ khác, nhưng các tá điền cũng lại hành hung, chửi rủa thậm tệ và đuổi đứa đầy tớ đó về tay không. Kế đó chủ lại sai đứa đầy tớ thứ ba, nhưng các tá điền cũng đã thương nó và quăng nó đi. Và chủ vườn nho tự nhủ, ta sẽ làm gì? Ta sẽ phái con trai của ta đi, chắc chúng sẽ cả nể con ta. Nhưng khi các tá điền thấy cậu ấy tới, họ bàn với nhau: đây là đứa con thừa tự, ta hãy giết nó, cả gia tài sẽ thuộc về ta. Xin kể tiếp. Vậy họ quăng cậu ra khỏi vườn nho rồi giết đi. Sao? Này, chủ vườn nho sẽ làm gì đối với các tá điền đó? Người sẽ đến và giết những kẻ đó và giao vườn nho lại cho các tá điền khác. Sao? Này, lời này nghĩa là gì? Vần đá bị thợ nề cho là không giá trị, bỏ đi, đã trở nên vần đá tối cần hơn hẳn mọi thứ. Hễ ai rớt xuống vần đá ấy sẽ tan ra từng mảnh vụn. Còn nếu vần đá rớt xuống người nào sẽ nghiền kẻ đó thành bụi. Giáo sư, chúng tôi biết những điều thầy dạy là đúng. Chúng tôi biết thầy không quan tâm đến địa vị, nhưng này, thầy dạy người ta lẽ thật vì ý muốn thượng đế. Nói đi, đóng thuế cho hoàng đế La Mã thì có chống lại luật pháp của chúng ta hay không? Xin cẩn thận, họ cố bắt lỗi chúa. Đưa tôi xem một đồng bạc. Đây là hình và hiệu của ai? Caesar! Vậy hãy trả lại cho Caesar. Cái gì của Caesar? Trả thượng đế. Cái gì của thượng đế? Trả lời thế nào được đây? Và ngày lễ ăn bánh không men sắp tới, còn gọi là lễ vượt qua. Chúa Giêsu sai Simon Peter và Gioan đi trước để chuẩn bị bữa ăn lễ vượt qua. Thầy rất muốn dự bữa ăn lễ vượt qua này với anh em trước khi chịu nạn. Thầy bảo anh em, thầy sẽ không bao giờ dự lễ ấy nữa cho đến khi nào lễ ấy được tròn ý nghĩa trong nước trời. Cảm tạ ơn Thượng Đế là Chúa, Vua của Hoàng Vũ, Đấng đã làm ra trái trên cành nho. Anh em hãy nâng chén mà chia nhau. Vì thầy nói với anh em, thầy sẽ không uống nước trái nho này nữa cho tới khi nước trời đến. Cảm tạ ơn Ngài, Thượng Đế là Chúa, Vua của Hoàng Vũ, Đấng đã làm ra bánh trên trái đất. Này là thân thể Thầy đã ban cho anh em. Hãy làm điều này để nhớ đến Thầy. Chén này là giao ước mới trong huyết Thầy đã đổ ra cho anh em. Kìa, nhìn xem, bàn tay của kẻ phản bội Thầy lại đang đặt trên bàn với Thầy. Quả thật con người phải chết như Thượng Đế dự định, nhưng khốn thay cho kẻ nào phản bội Ngài. Không thể được, không thể được, không thể nào được. Tin kẻ phản bội, Chúa ơi.
Người lớn nhất giữa anh em phải giống như là kẻ nhỏ nhất. Người lãnh đạo phải giống như kẻ phục vụ. Vì vậy, ai là người lớn hơn? Người ngồi ăn hay là kẻ dọn bàn? Lẽ dĩ nhiên là người ngồi ăn. Nhưng thầy ở giữa anh em như là kẻ dọn bàn. Anh em cứ ở với thầy vượt qua mọi thử thách. Và như cha đã ban cho thầy quyền cai trị, thầy cũng sẽ cho anh em quyền như thế. Anh em sẽ ăn uống với thầy trong nước trời. Giờ này, anh em sẽ ngự trên ngôi mà trị vì 12 chi tộc Do Thái. Không có kẻ phản bội nào. Simon nhìn xem. Satan đang thề muốn thử thách tất cả anh em. Sàng lọc điều tốt tách khỏi cái xấu, như nông gia sàng lọc lúa mì tách khỏi vỏ trấu. Nhưng này Simon, thầy cầu nguyện cho đức tin anh không sờn ngã. Và khi anh quay trở lại với thầy, anh hãy củng cố anh em mình. Ôi, tôi sẵn sàng đi vào ngục tối với Chúa và cùng chết với Chúa. Nghe thầy nói Phê-rơ, bữa nay gà sẽ không gáy. Trước khi anh 3 lần chối không biết thầy. Một khi thầy sai anh em đi, không bóp, không bị, cũng không dài, anh em có thiếu gì không? Không thiếu gì. Nhưng bây giờ, hễ ai có bóp, có bị, phải mang nó theo. Và hễ ai không có gươm, phải bán áo mình đi mà mua nó. Thầy bảo anh em, có lời trong Kinh Thánh chép rằng, và Ngài sẽ bị liệt vào hạng người phạm pháp, và những gì đã chép về thầy sẽ ứng nghiệm. Kìa, có 2 cây gươm đây. Vậy là đủ rồi. Và hội đồng trưởng lão đã được triệu tập để tìm cách loại trừ Chúa Giê-xu ra khỏi họ. Và Satan đã nhập vào Judas, biệt danh Iscariot, là một trong 12 môn đệ. Hắn cùng các trưởng lão lập mưu bắt Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu rời Jerusalem, leo lên núi Olive để cầu nguyện. Hãy cầu nguyện để anh em khỏi sa vào sự cám dỗ. Judas Iscariot đã phản bội Chúa Giê-xu chỉ vì 30 đồng bạc. Chúa Giê-xu biết rằng giờ Ngài chết vì cớ tội lỗi của cả nhân loại đã tới, cho nên Ngài cầu nguyện. Là cha, nếu đẹp ý cha, xin cất chén này khỏi con. Dầu vậy không theo ý con, nhưng ý cha được nên. Liền có một thiên thần từ trên trời hiện đến để ban thêm sức cho Ngài. Lúc đó mồ hôi Ngài đổ ra như thể những giọt máu lớn rơi xuống đất. Sao anh em còn ngủ? Dậy đi. Hãy cầu nguyện để anh em khỏi sa vào sự cám dỗ.
Judah. Nỡ lòng nào bởi một cái hôn mà anh phản bội con người. Kìa, cho tôi tuốt gươm ra đấy. Tiến lên, bắn lấy hắn. Vậy là đủ rồi. Một phép lạ đấy. Có cần phải mang gươm giáo gậy gộc đến bắt tôi như một kẻ phạm pháp? Tôi ở với các ông hàng ngày trong đền thờ mà sao các ông không tìm cách bắt tôi? Nhưng đây là nhờ các ông làm, khi quyền lực tối tăm đang cai trị. Bắt lấy hắn. Anh cho kỹ. Đội lính áp giải Chúa vào sân tòa và chế giễu ngài là vua dân Do Thái. Lông bào của hoàng thượng đây mà. Hãy nói xem điều gì sắp xảy ra. Ngài sẽ cứu chúng tôi chứ, tâu bệ hạ. Ngài sẽ cứu chúng tôi chứ. Người này cũng ở với Giê-xu. Bà ơi, tôi chưa hề biết ông ấy. Tôi thấy họ đi với nhau. Đi tớ khiêm nhường đấy. Ông cảm thấy thế nào khi phải ngửa trong người khác? Người cũng thuộc về bọn đó. Không phải tôi đâu. Không còn nghi ngờ gì nữa, người này từng ở với Giê-xu, hắn cũng chính là người Ga-li-lê. Hãy cút đi. Tôi không biết ông. Ông đang nói gì vậy? Sửa phạt tôi tùy theo uy quyền đất lớn lao của Chúa. Chúa ơi, Chúa đã tha thứ tổ phụ chúng tôi là người chống nghịch với lời Chúa. Dù Chúa buồn giận họ, Ngài đã không nỡ hủy diệt họ. Vì tình yêu, vì giao ước và vì sự thành tín của Ngài đối với họ, Chúa đã tha thứ họ. Ai đánh người? Nói. Nói tiên tri. Xem ai sẽ đánh người. Đừng ta. Đừng ta lại đi. Hãy giải hắn ra trước hội đồng. Đi. Hội đồng tôn giáo của các trưởng lão họp lại thẩm vấn Chúa Giê-xu.
Nói đi, ngươi là đấng cứu thế phải không? Nếu tôi có nói, các ông sẽ không tin tôi. Và nếu tôi có hỏi, các ông sẽ không trả lời tôi. Nhưng kể từ nay cho đến mãi mãi về sau, con người sẽ ngự bên hữu thượng đế toàn năng. Vậy ngươi là con thượng đế sao? Chính ông nói như thế. Hãy cho hắn thẩm quyền để nói năng như vậy. Đáng tội. Chính tài của chúng ta đã nghe hắn nói. Ta sẽ nộp hắn cho Phi Lát. Được, được, điều hắn đi đi. 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 Và họ áp giải ngài đến trước Pilate, kẻ tàn bạo nhất trong toàn bộ các tổng đốc La Mã. Một mình ông ta chịu trách nhiệm về việc đóng đinh hàng ngàn người. Sáng sớm mới giờ này mà các ngươi muốn gì ở đây vậy? Chúng tôi bắt người này đang mê hoặc dân chúng. Hắn gây hỗn loạn trong sân giao dịch của đền thờ. Hình phạt hắn sẽ như thế nào? Kết án hắn. Ta thấy không lý do gì kết tội người này, không lý do. Theo chúng tôi, hắn có tội. Nó tuyên truyền với dân chúng không đóng thuế cho hoàng đế, tự xưng mình là đấng cứu thế, là vua. Là vua? Ngươi là vua Do Thái phải không? Ông nói đúng. Hắn bắt đầu từ Galilee và bây giờ hắn tới đây. Ở Galilee? Hắn là người Galilee à? Trường hợp này hãy giải lên Herod xét xử. Hiện hắn vẫn còn ở Jerusalem phải không? Giải hắn lên Herod. Người nói mình là ai? Còn đám người ngươi gọi là môn đệ là ai? Nhiều người đồn là ngươi biểu diễn lắm dấu lạ. Hãy làm cho ta xem. Môn tàu, hắn đã và đang làm hư hỏng cả thần dân. Hắn tự xưng mình là vua. Người này là vua. Hoàng tổng đốc mến, đánh hắn đi. Giải hắn trở lại Philat, thành này của ông ấy. Người này không làm gì đáng tội phải chết cả. Ta sẽ cho hắn ăn đòn, rồi thả hắn đi.
quan buộc phải phóng thích cho chúng tôi một phạm nhân nhân dịp lễ hội này. Thả cho chúng tôi Barabbas. Phải. Và xử tử người này đi. Đóng đinh hắn đi. Dân, đóng đinh hắn đi. Người, người, đánh hắn. Nhưng đám đông cứ tiếp tục gân cổ la lối gào thét đòi đóng đinh Chúa Giêsu. Vì vậy, Phi-lát đành phải thông qua án tử hình Chúa Giêsu. Theo ý muốn của đám đông, Phi-lát cũng trả tự do cho Barabbas, kẻ bị tống giam vì tội làm loạn. Tên gì? Simon Siren thưa ngài. Bước lên đây ngay. Cách kia đi. Anh, dắt nó lên. Đi. Rồi đó. Rồi đó. Rồi đó. Rồi đó. Tiến lên chỗ đường. Tội quá. Uống đi. Phụ nữ ở Jerusalem, đừng khóc vì tôi, nhưng hãy khóc cho mình và con cái mình. Nếu cây xanh mà còn bị đối xử như thế, một khi khô đi nó sẽ ra thế nào? Xin giúp ngài, xin cầu nguyện cho ngài. Xuống đây, đi lên, bỏ lên, nhanh lên, nào đi ngay, đi, đi lên, bỏ lên, đi tới đi, bỏ lên, đi đâu, đi, đâu, ra đằng kia đi, đi, đi lên.
Đọc lên trên đó. Xin tha họ là cha, vì họ không biết điều họ làm. Hắn đã cứu người khác, phải tự cứu mình đi. Ừ, cứu mình đi. Hiểu ngươi là đứng cứu thế. Xuống khỏi thập tự coi. Diễn một phép lạ cho ta xem nào. Và Chúa Giê-xu đã bị đóng đinh ở giữa hai tướng cướp để làm trọn lời tiên báo như lời các tiên tri của Thượng Đế đã từng nói trước hàng ngàn năm. Tấm áo lạ lùng này không phải dễ kiếm đâu đi nha. Này, buông ra. Đừng, đừng xé nó. Tôi có ý kiến. Hãy bốc thăm đi. Ê, cái thằng may mắn. Thắng cuộc rồi, bây giờ mày sẽ dùng nó làm gì hả? Và người ta đóng một cái bảng phía trên đầu ngài, đề là: đây là vua Do Thái. Cứu mình đi, nếu ngươi là vua dân Do Thái. Phải không? Ông là đấng cứu thế. Cứu chính mình và chúng tôi. Mày sợ Chúa không? Ông ấy lãnh cùng một bản án.
như mày, nhưng ông ấy không mắc tội. Xin nhớ đến tội Giê-xu lúc ngài vào vương quốc. Tôi hứa với anh, hôm nay anh sẽ vào ở thiên đàng với tôi. Vào lúc giữa trưa, cả xứ đều chìm trong bóng tối suốt 3 giờ liền cho đến 3 giờ chiều. Sẽ toạc xuống ngay chính giữa. Lại cha, trong bàn tay cha còn pho thác linh hồn con. Bây giờ viên chỉ huy đội quân đã chứng kiến mọi chuyện xảy ra, đã tôn vinh thượng đế mà rằng: vinh quang thuộc về Chúa, đây quả thật là một người công chính. Joseph ở Arimathe, thành viên của hội đồng tôn giáo, là người không tán thành hành vi trên, vốn là người chính trực, nên Joseph đã xin Pilate cho phép cất thi thể Chúa Giê-xu vào mộ phần trước ngày lễ sẽ bắt đầu lúc chiều xuống. Xin thứ lỗi, cho chúng tôi đưa thi thể Chúa chúng tôi đi. Xin cứ tự nhiên, nhưng mà ngày lễ nghỉ gần tới rồi. Sáng tinh sương Chủ nhật, một số phụ nữ mang hương liệu đã làm sẵn để đến thăm mộ. Họ thấy dần đá đã lăn qua một bên mộ, nhưng khi bước vào, thi thể Chúa Giê-xu đã biến mất. Sao các người tìm kiếm người sống giữa dòng kẻ chết? Ngài không ở đây đâu,
nhưng đã sống lại rồi. Hãy nhớ lại những gì Ngài đã phán khi còn ở Galilee: con người sẽ bị nộp trong tay kẻ có tội, bị đóng đinh, và vào ngày thứ ba sẽ sống lại. Rồi chúng tôi vào, và thi thể Chúa chúng ta đã biến mất. Sao thi thể Chúa chúng ta biến mất? Kìa, có hai người nam xuất hiện, thiên thần sáng chói như mặt trời, phán với chúng tôi: sao các người lại tìm kiếm người sống trong dòng kẻ chết? Thật đó, hãy tin tôi. Chúng tôi thấy, tự các anh hãy đi xem mộ đã trống không, Chúa đã biến mất rồi. Phê Rơ, anh phải tin chúng tôi. Chúa Giêsu đã hiện ra cho hai môn đệ. Họ phấn khởi trở về nói với các môn đệ khác: Chúa đã sống lại thật rồi. Ngài đã hiện ra cùng Simon. Chúng tôi đã không nhận ra Ngài ngay lúc đi đường, nhưng khi Ngài bẻ bánh, tôi nhận biết Ngài. Ở Emmaus, Chúa sẽ đến đó, lạ quá. Bình an cho anh em. Sao anh em bối rối? Sao anh em lại rối trí nghi ngờ? Này, tay về chân thầy đây, và hãy nhìn xem chính là thầy. Sờ thầy anh em tất biết. Vì ma làm sao có xương thịt như anh em thấy, thầy có đây. Khi thầy còn ở với anh em, thầy đã từng phán cùng anh em những điều này, rằng mọi điều đã được chép về thầy trong sách luật của Mô-xê cũng như của các tiên tri và sách thi thơ đều đã ứng nghiệm. Này là điều đã được chép: đấng cứu thế phải chịu đau đớn, ngày thứ ba Ngài từ cõi chết sống lại. Hãy nhân danh Ngài công bố cho mọi quốc gia trên thế giới sứ điệp về sự ăn năn và tha thứ tội lỗi, bắt đầu từ Jerusalem. Anh em là nhân chứng của mọi việc này, và chính thầy đã chuyển lời hứa của cha cho anh em. Phần anh em hãy đợi trong thành ấy cho đến chừng nào quyền năng từ trên cao ngự trên anh em. Quyền phước Chúa gìn giữ anh em. Mọi quyền lực trên trời và dưới đất đều đã giao cho thầy. Vậy hãy đi và dạy cho muôn dân, làm lễ trầm mình cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Linh. Hãy dạy họ giữ mọi điều mà thầy đã truyền cho anh em. Và này, thầy hằng ở cùng anh em luôn cho đến tận thế. Amen. Cách đây đã lâu, các tiên tri đã chép trong Kinh Thánh rằng Thượng Đế sẽ sai xuống đấng Mêsia để cứu chuộc nhân loại tội lỗi khỏi sự trừng phạt của Thượng Đế. Cuộc đời của Chúa Giêsu bộc lộ rõ ràng rằng Ngài thực sự là đấng cứu thế, đấng mà Thượng Đế đã hứa sai xuống thế gian.
Tiên tri Ê-sai viết, một nữ đồng trinh sẽ chịu thai và sanh một con trai, và điều đó đã xảy ra. Thượng đế bằng quyền năng của Ngài đã khiến cho trinh nữ Mary mang thai và sinh Chúa Giê-xu. Như đã được chép trong Kinh Thánh, phép lạ về sự ra đời của Ngài là dấu hiệu của Thượng đế, cho biết rằng con trẻ này là đấng Mê-sia, đấng mà Thượng đế gọi là con trai ta. Khi mọi người thấy Chúa Giê-xu, họ nhìn thấy bản tính và quyền năng của Thượng đế. Chúa Giê-xu chữa lành bệnh cho mọi người và tha thứ tội lỗi cho họ. Ngài hứa với họ về một nơi ở trong vương quốc đời đời của Ngài. Chúa Giê-xu đã hy sinh sự sống của Ngài và nhận hình phạt thay cho cả nhân loại. Sau đó Ngài đã sống lại. Điều này cho thấy rằng Ngài đã đắc thắng quyền lực của sự chết. Chúa Giê-xu chính là đấng Mê-sia phán rằng: ta có quyền phó sự sống và có quyền lấy lại. Cuộc đời của Ngài đã ứng nghiệm lời các tiên tri viết về đấng Mê-sia. Cuộc đời Chúa Giê-xu xác nhận lời Thượng đế là chân thật và không bao giờ thay đổi. Thực sự, Chúa Giê-xu là ngôi lời của Thượng đế. Trong Chúa Giê-xu, Thượng đế bày tỏ chính Ngài cho mọi người. Chính Chúa Giê-xu, đấng Mê-sia đã phán: trời đất sẽ qua đi, nhưng lời ta nói sẽ không bao giờ qua đi. Ban đầu, Thượng đế tạo dựng người nam và người nữ để họ sống hạnh phúc trong sự hiện diện của Ngài. Nhưng họ đã không tin cậy Thượng đế và bất tuân mạng lệnh của Ngài. Hành động đáng xấu hổ này đã chia cắt mối thông công của họ khỏi Thượng đế. Kinh Thánh chép: cả nhân loại đều đã phạm tội, và tiền công của tội lỗi là sự chết. Những kẻ có tội không thể sống trong sự hiện diện của đấng tạo hóa. Cùng một thể ấy, Thượng đế đã cung ứng một con chiên để chết thế chỗ cho con trai của Abraham. Ngài cũng ban Chúa Giê-xu để chết thế cho dòng dõi của Adam. Ngài đã làm điều này để hễ ai đặt niềm tin nơi Chúa Giê-xu, người đó sẽ bước vào sự hiện diện của Thượng đế. Phi-e-rơ nói rằng Chúa Giê-xu là đấng mà hết thảy các đấng tiên tri đều làm chứng về Ngài rằng: hễ ai tin Ngài thì được sự tha tội vì danh Ngài. Vậy cho nên bất cứ ai theo Chúa Giê-xu sẽ thoát khỏi sự trừng phạt và sẽ hưởng được cuộc sống đời đời với Thượng đế. Khi Chúa Giê-xu sống lại từ cõi chết, Ngài phán với những người theo Ngài rằng: người ta sẽ nhân danh ta mà rao giảng cho dân của mọi nước rằng Thượng đế tha tội cho những kẻ ăn năn và quay trở lại tin cậy nơi Ngài. Chúa Giê-xu phán rằng Ngài sẽ ban Đức Thánh Linh sống cùng với những kẻ tin theo Ngài để bày tỏ lẽ thật và ban quyền năng cho họ để sống theo đường lối của Thượng đế. Khi người đàn bà tội lỗi đến trước Chúa Giê-xu ăn năn về tội lỗi của mình và bắt đầu đi theo Ngài, Chúa phán với bà rằng: tội lỗi của con đã được tha, con được cứu rỗi vì con đã tin cậy ta. Chúa Giê-xu phán rằng khi người ta thực sự yêu mến Thượng đế thì đó là bằng cớ họ đã được Thượng đế tha tội. Chúa Giê-xu, đấng Mê-sia đã kêu gọi mọi người theo Ngài. Khi tên tử tội trên thập tự giá tin Chúa Giê-xu và xin Ngài thương xót anh ta, Chúa Giê-xu đã phán rằng: hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi thiên đàng. Tất cả những ai quyết định tin theo Chúa Giê-xu đều có thể bắt đầu mối quan hệ với Ngài bằng cách nói những lời cầu nguyện sau đây. Lạy Cha Thiên Thượng, Ngài là đấng công bình, cảm ơn Ngài đã yêu con. Con thừa nhận rằng con đã bất tuân lời Ngài và đã phạm tội nghịch lại với Ngài. Con cảm ơn Ngài đã ban Chúa Giê-xu để chết trên thập tự giá thay cho con, và Chúa Giê-xu đã sống lại từ cõi chết. Cảm ơn vì Chúa Giê-xu đã gánh chịu hình phạt thay cho những tội lỗi mà con đã vi phạm. Con xin được tin theo đường lối Ngài và tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa và làm chủ cuộc đời con. Cảm ơn Ngài đã tha thứ mọi tội lỗi của con và mở đường cho con đến cùng Ngài và sống với Ngài mãi mãi trong vương quốc của Ngài. Con cầu xin Chúa ban cho con Đức Thánh Linh của Ngài ở cùng con và chỉ dạy cho con đường lối của Ngài. Ban cho con quyền năng để yêu Ngài bằng cả tấm lòng và để sống một cuộc đời theo ý muốn Ngài. Để rồi mọi người đều ca ngợi danh Ngài khắp mọi nơi trên địa cầu này. Amen. Chúa Giê-xu phán cho những kẻ theo Ngài rằng: chiên ta nghe tiếng ta quen nó và nó theo ta. Những người tin yêu Chúa Giê-xu nhóm họp với nhau, hàng ngày họ trò chuyện với Ngài, học lời của Ngài trong Kinh Thánh, họ cố gắng học theo gương Ngài và nói về Ngài cho người khác. Chúa Giê-xu dìu dắt và thêm sức mạnh cho họ qua quyền năng của Chúa Thánh Linh là đấng cư ngụ trong lòng họ. Họ khắc ghi lời phán dạy của Chúa Giê-xu khi Ngài thăng thiên về trời rằng:
Tất cả quyền phép trên trời dưới đất đã giao cho ta. Hãy tin tưởng sắt son rằng ta ở cùng các con luôn từ nay cho đến ngày tận thế.